đây là công việc của em, làm dần dạo, là dần dạo chỉ bằng có vậy thôi. Mà sáng khi tuyển dụng với giám đốc cho bọn em xem cái trang web của nó, thì nó bảo người trong tuyển dụng 30-35 người để thực tế sang đây 50 Nhật, 13 người Việt, 8 người, cứ hai người một đập phá một cái nhà vậy, một cái công trình vậy, đâu công trình như bạc dạo đơn giản vậy thôi. Còn máy ra máy chị em làm ở tỉnh Cà Năng Hoa, tỉnh 14 bây giờ cũng 88, chắc là chỉ 60 tốt kiểu, mà làm việc này thì không có năng cả ngày làm 7 tiếng mà chúng nó một tuần 40 tiếng đủ tổng 40 tiếng, tỉnh một tháng thì tăng ca máy ra được 10 tiếng, vì một tuần thì nó cho tăng ca 2 tiếng gì đó, chủ nhật thì chắc chắn nó không làm, hôm nay nó làm trong tuần nhá, ngày chủ nhật nó cũng nghỉ đi làm chủ nhật để phải thêm tiền nó chẳng muốn. Một tháng cứ máy mặn thì 12-13 man với tay, ăn uống tiết kiệm thì vẫn dành 10 man. Còn một số chỗ khác thì một số tỉnh khác lương do nó thấp thì trừ hết thì trời làm được 8-9 man gì đó, tiết kiệm lắm được 8-9 man gì đó. Còn ai may mắn làm ở tỉnh Tokyo vô lương do cao với lại thì mình cứ ổn thôi, nói chung phân đá đó người tay trừ hết thì giỏi lắm 8-9 man, 8-10 man nhá, 8-10 man với tay. Chưa kể trời mưa làm mấy tỉnh kia mà mùa đông nó lành tuyển rơi kiểu mất cũng phải mang má áo đô lam, nên mọi người mà sang đấy tránh trái nghe dần dần. Đây là nghề của anh lại đặt chân đi nghe dân dạo đây, giờ 3-6 năm muốn quay lại làm chắc là vẫn phải làm nghề này chứ. Công việc của em dạo bằng quay hướng này nữa đây, không quá vui thì đã chuyển giai đoạn xong, nó cũng phải bằng dạo kiểu này, mặc dạo như ngày mình đi thi tuyển vậy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình và các bạn đã vừa nghe xong một cái lời tâm sự thực tế của một bạn thực tập sinh ở đơn dân giáo về công việc cũng như cái mức lương của cái đơn hàng này, của công việc dân giáo này. Thì như các bạn vừa nghe thì các bạn này bạn làm ở Kanagawa. Kanagawa là cái tỉnh có mức lương đầu người là cao thứ hai Nhật Bản này các bạn. Thì bạn ấy cũng sang được khoảng tầm hơn nửa năm rồi. Thì công việc thì cũng như các bạn vừa nghe thì có không có tăng ca, hầu như không có tăng ca, mỗi tháng tầm dưới 10 tiếng đổ xuống. Cộng với việc công việc thì cũng không có gì là vất vả. Tuy nhiên thì những cái hôm mà trời nắng, trời mưa, thời Nhật Bản thì các bạn biết rồi, thời tiết thì rất là khắc nghiệt, mùa đông thì tuyết rơi dày như thế, còn mùa hè thì nó cũng không hề thua kém gì ở Việt Nam mình về mức độ nóng bức, thì cũng rất là vất vả. Thì các bạn dù sao thì các bạn đi đơn dân giáo thì cũng khi xác định đi đơn dân giáo thì cũng các bạn cũng đã tìm hiểu trước và biết được về mức độ vất vả của đơn dân giáo này rồi. Nó cũng tương tự như là làm về xây dựng các cái công việc phụ xây dựng ở Việt Nam mình thôi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi cùng đi xem là cái mức lương của bạn này của cái đơn dân giáo này như thế nào. Bạn ấy cũng có gửi cho mình cái mức lương của cái tháng gần đây nhất là tháng 2. Là tháng 3 nhận lương của tháng 2, tháng 3 đấy các bạn. Thì giờ chúng ta sẽ cùng xem là cái mức lương của bạn này là như thế nào, và để các bạn có được một cái hình dung rõ hơn về mức độ của cái đơn hàng dân giáo, có như là các cái đơn vị xuất khẩu lao động, các cái trung tâm xuất khẩu lao động người ta vẫn hay chào mời các bạn. Và Nhật Bản có phải là một màu hồng như là các cái nhà tuyển dụng, những cái nhà tư vấn viên vẫn thường đưa ra những lời giới thiệu rất là tuyệt vời đối với các bạn không nhá. Ok, chúng ta sẽ đi vào luôn vào vấn đề bạn. Ở đây các bạn ơi, đây thì là cái bảng lương chi tiết của các bạn này. Các bạn có gửi cho mình thì hôm nay mình có in ra. Tuy nhiên thì in bằng in màu nên là cái nó hơi nhòe một chút, các bạn thông cảm một chút nhá. Thì đây là bảng lương tháng 2 năm 2019 của bạn này. Và đây là tên của bạn này, katakana đây, tên người Việt Nam mình này. Thì tháng 2 này thì nó sẽ có 28 ngày thôi, thì nên là cái số ngày làm nó sẽ ít hơn 1 đến 2 ngày. Và tháng này thì bạn ấy làm 24 công
và tương đương với 157 giờ 3 phút, thì có nghĩa là chưa đầy 7 giờ một tiếng, à, chưa đầy 7 giờ một ngày làm việc các bạn. Số giờ làm thêm của ngày thường thì là 2 tiếng, và số giờ làm ngày nghỉ là bạn ấy làm 7 tiếng, à, làm một ngày. Thì như lúc nãy bạn đã có tâm sự trong video là làm một ngày khoảng 7 tiếng thôi ấy. Thì làm nguyên một ngày làm thêm ấy, thì tương đương với số đấy là cái lương các bạn ấy nhận được trong số ngày thường 157 giờ 30 phút này là 15 man 4823 yên, gần 15 man rưỡi. Thì cái tiền làm thêm 2 tiếng mình cũng không hiểu đây là công ty này tính cho kiểu gì mà 2 tiếng này làm thêm này được có 492 đồng, và ngày nghỉ này thì được 1 sen 720 đồng. Này có thể là cái tiền phụ cấp thêm hay như thế nào đấy thì mình không rõ lắm. Nhưng tuy nhiên để mà tính lương 2 tiếng mà được từng này thì nó cũng không đúng lắm. Nhưng bạn ấy ở Kanagawa là mức lương cao thứ hai Nhật Bản rồi, thì nó rơi vào tầm khoảng 900, hơn 900 yên một giờ. Thì bạn ấy làm 2 giờ thì nó cũng phải cao hơn nhiều chứ. 7 giờ này cũng cao hơn nhiều. Tuy nhiên thì đây là cái tính của công ty này thì mình cũng không rõ lắm. Thì mình chỉ biết là nó như thế này thôi. Đây thì các khoản trừ bạn đấy thì như sau. Thì cái tiền bảo hiểm thì là 8 sen 4. Cái tiền nên kin là thì hầu như là như nhau mà. Thì là 1 man rưỡi 5555, số rất là đẹp. Thì tiền bảo hiểm thất nghiệp thì nó rơi vào tầm 628 yên, 630 yên. Thì bảo hiểm thất nghiệp này thì nó rẻ thôi. Nó tầm hơn 100.000 Việt Nam đồng. Thì tổng các khoản trừ bạn ấy bị trừ mất 2 man 4623 yên. Vậy là bạn ấy còn lại 13 man 2 412 yên các bạn. Tuy nhiên thì đến đây thì trừ tiếp là cái thuế. Thuế là thu nhập cá nhân mất 2 sen 360 đồng. Và cái tiền nhà cửa các thứ. Thì bạn này thì được cái là công ty ít người, công ty cho ở trong công ty ấy. Thì cái tiền nhà cửa điện nước nó không phải mất nhiều. Và công ty chỉ lấy 1 man tất tật các khoản nhà cửa điện nước mạng các thứ. Thì đấy cũng là một cái công ty hỗ trợ cho cũng tốt. Thì mất 1 man. Vậy là sau mà cái tổng 3 thứ trên này cộng lại thì bạn ấy được 15 man 700 035 yên. 15 man 7 sen 035 yên. Và tất cả các khoản trừ nhà cửa thuế má bảo hiểm nên kinh các thứ bạn ấy bị trừ 3 man 6 983 yên. Thì coi như là cũng gần mất 3 man 7 rồi. Thì bạn ấy còn lại nhận về tay là 12 man 052 yên, tương đương với khoảng tầm 25 triệu tiền Việt Nam đồng thời điểm hiện tại với mức giá cổ phiếu như hiện nay thì là 25 triệu đồng, khoảng hơn 25 triệu đồng như đấy. Thì như bạn đấy có chia sẻ trong video ấy, nếu mà ăn uống tiết kiệm thì nó rơi vào khoảng tầm 2 man gì đấy, thì đấy là ăn uống tiết kiệm lắm rồi. Còn nếu không thì nó cũng rơi vào tầm khoảng tầm 3 man là mình thấy là bình thường. Bạn ấy cầm về tay khoảng 10 man. 10 man là nó tương đương khoảng tầm 20 mấy triệu, 21 triệu à? Hơn 20 triệu đấy, hơn 20 triệu, 21 triệu tiền Việt Nam đồng thời điểm hiện tại. Thì đấy là tiền mỗi tháng bạn ấy gửi về 20 triệu đi. Đấy các bạn. Chúng ta đã vừa cùng nhau là xem qua về cái mức lương và cái bảng lương của các bạn này. Thì các bạn khi đã xác định đi xuất khẩu lao động Nhật Bản nói riêng, nói chung, và cái đơn hàng dàn giáo, cái hàng nó xây dựng cũng như là đơn hàng dàn giáo nói riêng ấy, thì các bạn cũng đã xác nhận được, xác định được cái việc vất vả của từ cái đơn hàng này rồi, thì mình cũng không nói lại nữa. Tuy nhiên thì đây là một cái hình dung rõ ràng nhất cho các bạn để các bạn có thể biết được đối với một cái đơn hàng dàn giáo, nếu các bạn không có làm tăng ca thì cái dàn giáo nói riêng và các cái đơn hàng xuất khẩu lao động về thực tập sinh nói chung, có đại mình nói chung, hầu như thế nào cũng thế. Nếu mà các bạn không có tăng ca thì mức lương thực tế các bạn nhận về tay là bao nhiêu tiền, thì có như là các đơn vị xuất khẩu lao động người ta hay giới thiệu cho các bạn không nhé. Tuy nhiên thì có rất là nhiều người may mắn có những cái công ty có nhiều việc, làm rất là nhiều việc, thì tất nhiên là cái mức lương họ nhận được sẽ rất là cao, rất là tốt, thậm chí là cao hơn cả đơn kỹ sư bình thường. Đây là chuyện bình thường các bạn. Thì chúc các bạn có một cái lựa chọn tốt nhất về đơn hàng này, và chúc các bạn có sự may mắn là đi vào những cái công ty nó không quá là vất vả, tuy nhiên có nhiều việc làm thêm để các bạn có được cái thu nhập tốt và để hỗ trợ cho gia đình cũng như là cho cái tương lai của mình sau này. Và
hãy khi mà chưa có cái đơn ấy, thì các bạn hãy tìm được cái đơn, hãy hãy lựa chọn cái đơn cho thật kỹ. Còn nếu mà các bạn đã tham gia đơn gì rồi ấy, thì cho dù là cái đơn hàng gì nữa thì các bạn cũng hãy cố gắng mà làm việc, vì cái sự lựa chọn của mình đã lựa chọn rồi thì đâm lao rồi thì chúng ta phải chấp nhận là theo lao thôi. Chứ tất nhiên là gặp cái công việc nó vất vả hay là những cái công ty nó không không được thực sự tốt lắm thì ai cũng thực sự không hài lòng. Tuy nhiên thì 3 năm đối với thực tập sinh thì nó cũng không không nhanh, nhưng mà nó cũng không phải là quá lâu, thì chúng ta hãy cố gắng làm việc. Thì đến một lúc nào đó thì công ty nó sẽ nhiều việc và chúng ta sẽ có việc để làm thêm, để kiếm thêm thu nhập thôi các bạn. Còn trước mắt thì nó chưa có việc để chúng ta làm thêm thì cũng là chuyện bình thường đối với một công ty, đang nó thuộc phụ thuộc vào cái thời thời điểm trong năm nhiều việc ít việc ấy. Các Thì bạn thì nói cảm chung ơn các là bạn đã theo dõi video của mình và hãy đăng ký kênh của mình nhé. Còn nếu có vấn đề gì thắc mắc, băn khoăn hay là đóng góp thì hãy comment cho mình biết để mình sẽ giải đáp và khắc phục trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.